để góp phần thực hiện hoàn thành chủ đề năm 2023, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tối ưu hóa quy trình vận hành sản xuất, các nhà máy thủy điện đã không ngừng ứng dụng công nghệ số vào trong công tác quản lý vận hành tại nhà máy, từ đó góp phần tối ưu quy trình, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí. Trước đây, để liên hệ làm việc tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, các đơn vị công tác phải đăng ký trước 7 ngày và trực tiếp di chuyển lên khu nhà máy để thực hiện. Từ khi phần mềm nhật ký vận hành điện tử được đưa vào sử dụng, toàn bộ quy trình, thủ tục đăng ký được thao tác trên không gian mạng. Từ đó đã góp phần tối ưu hóa thời gian trong quá trình quản lý vận hành của nhân viên vận hành. Khi áp dụng phần mềm thì các đơn vị công tác không phải là đến trực tiếp tại khu vực nhà máy để thực hiện đăng ký công tác và thực hiện các thủ tục để công tác tại cái nhà máy. Và bây giờ thì nhân viên đơn vị công tác chỉ thực hiện là thao tác trên phần mềm và ca trực vận hành, trưởng ca vận hành và phân xưởng sẽ thực hiện vào kiểm tra và xác nhận cái đăng ký công tác và thực hiện các bước thủ tục để là cô lập thiết bị và tạo điều kiện về tốt nhất về an toàn cho đơn vị công tác trong quá trình vận hành. Những thay đổi này đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công việc quản lý vận hành của nhà máy. Tại trung tâm điều khiển vận hành của nhà máy, từ việc mỗi trưởng ca, cán bộ công nhân viên phải viết tay vào sổ nhật ký vận hành, các thông số để theo dõi, thì nay những công việc đó đã được thực hiện trên máy tính, thông qua hệ điều hành riêng biệt của ngành điện. Việc theo dõi tình hình hoạt động, đặc biệt là kiểm tra, rà soát lại các sự cố đã từng xảy ra đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Từ khi áp dụng nhật ký vận hành điện tử, thì toàn bộ dữ liệu được số hóa như là nhật ký vận hành điện tử thông số thì có các thông số được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, chính xác trên các phần mềm nhật ký vận hành điện tử thì từ đó giúp cho tiết kiệm được thời gian và cái hiệu quả sản xuất, tiết kiệm được cái chi phí in ấn cũng như là trong việc lưu trữ không gian lưu trữ. Phần mềm nhật ký vận hành điện tử được áp dụng công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID, sử dụng thiết bị di động để quét thẻ RFID, lấy vùng nhập thông số vận hành của thiết bị cần thu thập và cập nhật lên phần mềm. Nhờ đó, quá trình thực hiện nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian của nhân viên vận hành, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, đây còn là công cụ quản lý thông tin, tình hình sản xuất điện tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Các thông tin sản lượng, thủy văn, khiếm khuyết thiết bị và báo cáo sản xuất đều được tổng hợp và tự động đồng bộ với phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS. Thứ nhất là tiếp tục số hóa dữ liệu và tạo ra nền tảng dữ liệu lớn. Trên cơ sở nền tảng dữ liệu lớn thì công ty thủy điện Sông Tranh sẽ áp dụng các sáng kiến cũng như là chuyển đổi số trong các lĩnh vực như sản xuất, lĩnh vực điều tiết hồ chứa và các hoạt động khác của sản xuất trong công ty thủy điện Sông Tranh. Nhóm giải pháp thứ hai là sẽ kiên trì tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, coi đấy là vấn đề then chốt để tập trung trong công tác chuyển đổi số thành công và hướng đến cùng mục tiêu của tổng công ty phát điện 1 là triển khai được chương trình chuyển đổi số cơ bản hoàn thành vào 2025. Phần mềm nhật ký vận hành điện tử được EVN Genco 1 trang bị là giải pháp số hóa quy trình nhiệm vụ nhằm chuyển đổi các thủ tục cấp phiếu đăng ký công tác, lệnh công tác, phiếu thao tác và giao nhận ca bằng sổ nhật ký bằng giấy trước đây thành quy trình số. Toàn bộ các bước thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm đúng trình tự, đầy đủ thủ tục và bảo đảm pháp lý nhờ kết hợp áp dụng chữ ký điện tử trong các biểu mẫu. Đặc biệt, khi áp dụng phần mềm nhật ký điện tử, người sử dụng có thể truy cập hệ thống ở bất kỳ đâu mà không cần phải đến phòng điều khiển trung tâm nhà máy để làm thủ tục như trên bảng giấy. Có thể thấy các ứng dụng của chuyển đổi số đã được đưa vào trong vận hành của ngành điện, từ đó đem lại những hiệu quả tích cực